Anh đang điều tra tôi đúng không? Con gái của một người mang tội buôn ma túy chắc chắn sẽ là đối tượng hàng đầu của anh rồi. Vậy anh đã điều tra được gì chưa? Nguyên tắc làm việc của tôi là không bỏ qua bất cứ một đầu mối nào cả. Đừng phí công vô ích. Anh nên để thời gian làm việc khác. Ôi. Chú ạ. Trước giờ mới thấy bộ mặt giận dữ của bà Lan đấy. Chú cứ trêu cháu. Chú ơi. Hả? Từ trước đến giờ, việc sửa chữa và xây mới nhà ở đại đoàn kết đều do chú làm mà. Nhưng mà tại sao lần này lại... Trước đây, đồn trưởng ủy quyền, chú làm thay thôi. Nhưng mà... Chú ở đây lâu rồi, lại gần gũi và hiểu bà con hơn. Thì bây giờ, chú cũng nên cho ý kiến chứ ạ? Việc nào nó đi việc đấy. Nhưng mà... Cháu chỉ cần biết đến đấy thôi. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Cháu đi đây. Có rồi à? Thế có sợ bố mẹ giấy sẽ giống bố mẹ cháu không? Chú cũng thế. Chính vì thế chúng ta phải giúp A giấy. Từ bây giờ nhà A giấy mà có chuyện gì cháu nhớ kể với chú nhá. Mà sao mày lấy đâu ra đôi dép này đấy? Chú Trung cũng tặng mày à? Không, tối hôm qua ấy có người tới nhà tao chơi, cho bố tao một can rượu, cho mẹ tao một cái đùi lợn có nguyên lông. Đùi lợn nguyên lông luôn á? Sướng thế. Còn nữa cơ. Còn gì đấy? Có cả kẹo nữa này. Kẹo á? Ừ. Cho tao đi. Ừ. Không cho mày à? Cảm ơn mày á. Nhưng tao vẫn còn kẹo cơ. Sướng thế. Mày sướng thật đấy. Chả biết ai mà tốt cái bụng đấy nhở? Rất khó có thể là Mai Văn Đoàn. Anh ta có quá nhiều thứ để mất. Tài sản, gia đình. Công việc kinh doanh của bố con Thảo A Hề đang ngày càng phát triển. Hơn nữa, nếu đã bước chân vào rồi thì không thể ra được. Tôi hiểu ý cậu. Có dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy, nhưng ít có dấu hiệu của đường dây tội phạm quốc tế. Thêm một điểm nữa là đường dây mua bán vận chuyển này đã được các đối tượng duy trì hơn chục năm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu từ Vàng Văn Thâm. Mày đã mê hoặc vợ tao. Ý anh là sao? Chính vợ anh mới tôi đến khám à? Ai cũng biết là mày có tài mê hoặc người khác. Hai thằng chồng của mày chết rồi, mày vẫn muốn nhiều thằng đàn ông khác chết vì mày nữa à? Không được xúc phạm tao. Mà tao không biết hai thằng đấy chết vì mày sát chồng hay là chết vì bố mày là trùm ma túy. Muốn chúng nó phải chết. Chúng ta đang mất thời gian. A rể là một tên nghiện rượu, sống bám vào vợ con, nghèo rớt mồng tơi. Theo nhận định của tôi, tên này vô hại. A rể bảo là bố nó cất cái gói đấy ở chỗ kín nhất trong nhà. Thế à? Thì chắc gói đấy quý lắm nhỉ? Vâng ạ. Bố nó quý nhất là rượu, nên giấy nói bố nó sẽ cất cái gói đấy trong mũ rượu để dưới gầm giường. Theo như xác minh, người này là Đặng Minh Thông, thương lái thu mua nông sản để đánh sang Trung Quốc. Ngoài việc anh ta xuất hiện bất thường thì lại không có một tiếp xúc nào với những đối tượng mà chúng ta đang nghi ngờ. À, có một lần anh ta bị ngã và được Lang Phương cứu chữa. Bà con ở bản A Xá vẫn bài xích người ngoài, bỏ qua nếp sống mới, vẫn duy trì các phong tục tập quán cũ đã thành hủ tục.
Nơi này giống như đầm lầy, bên trong ẩn chứa những gì ta chưa nhìn thấu được. Anh thấy việc anh cắm chốt ở đây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi thế nào chứ? Đừng bao giờ nói với tôi câu đấy. Khó thì không làm à? Cách làm việc của anh khiến cho tôi cảm giác tất cả những ý kiến của tôi không được tôn trọng. Cần tiền thì tôi bơm cho. Kết nối tôi với tay đồn trưởng. Anh em tôi khắc khổ từ bé, từ nhỏ đã không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Ông lo giúp tôi nhé. Trên địa bàn của chúng ta quản lý có việc mua bán vận chuyển ma túy. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.